Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, tuy khi sung thần ý, thấu kiều ý thiên, nhang giả chí thành đăng bảo an, nguyện nghỉ cầu đệ tử đắc bình an ni, Nam thủ nền an vương thất ni, chuyển pháp luân ni, Phật Nhật ni, Tăng Huy ni. Nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện ý, Phật tự nhiên đi. Tiêu thiêu nhã nhạc dưới trên cửu long ý, đức tòa thì nay vàng rỡ rỡ ơi, phóng hào quang rực rỡ ơi, vân niên thank you.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Vô Lượng. Thiên đình
toàn thiên công chúa quê quỳnh đôi bên hội quỳnh tiên khăn điều áo thắm chốn quảng ngàn nội cấm vào ra còn môn tứ vị vua bà công đồng thánh mẫu tam tổ. Vượt bốn mùa hàm dương thuyết thảo tâm chi thành câu đạo cầu bình an quả thực dâng lên nắng tràn quả thực tiên dâng lên lòng tin mãi thủy nghe đức chúa tiền như từ đồng vân ca thôn quê đất phủ dày vân ca thôn quê nghĩ ương thiên bản nhà lê cải chân cốt cách thành tân hình dòng cốt cách thành tân 15 tuổi đình hôn nhân xương tùy đình nhân chi kỳ thiên cung đích nhân chi kỳ đôi 11 tuổi kịp về thiên thai quỳnh quê theo chân kịp đòi quỳnh quê theo chân đi đôi án phô can làm thần nghề bốn phương nâng lên đế quốc danh thơm nâng lên cho hạ rơi đèn hương phố thờ sài đoàn thánh giá hồi cung đề nghị thánh thiết cung tình mời mẫu đề nghị thánh thiết vốn xưa sinh thành trong đền sông chốt lôi ngang là nơi phố cát đi riêng một đầu gió mát chẳng thành bát cảnh rành rành đôi bát cảnh rành rành lầu tận hạ xanh thì thành khôn xó chúc liễu lô tung đàn suối chim cảnh thành phượng ruồi loạn cả sẽ loạn thanh gia hồi cung thoái quốc đồng đình tích xưa thoái quốc nghe đồng đình có tiên thần nữ giang sinh trịnh giang biên dành nhân lai lang nguyệt đầu đầu soi dạng nam bình đề tam thanh tiên cung thỉnh mời đề tam thanh tiên xích lần lòng nữ ngự miền thoại giới nhang định nhang giữ tề nhang giải thoát truy kim nhang quang minh đại biến pháp rơi cũng giảng thập phương vô lượng phật nhang xa nhiệt lô phân bảo đến chung trên đàn trần ngũ chân cam cô nhang nghiên liều nhung liên huê đông chư phật bồ tát hạ thiên cung thanh lương sơn nam nạp thụ nhân gian cung nam mô hương cung giảng bồ tát a tát nam mô hương cung giảng bồ tát a tát nam mô
nhiều văn võ quân thần đi anh đi đâu sáng thần thần đi giúp cho đời chân vi mở mang nam hải đức đệ tàn mê ngày dọc dõi kiềm trì thanh ra hồi hùng đệ nhất phương cô lâu đài đệ nhất phương cô đào tiên lẫy lộc non mộng khai hòa trên tòa vàng này chân ơn phật thầy dưới điện thờ phục sự chiều cậu đánh đông dẹp các trò ăn nghề nước nhà tam quan chiếu bao la thế giới vực nguyện soi chói lọi nghề nam thiên đi
ngọc thạch, tai đeo hoa vàng, hồ phách kim cương, quầy trần khăn chít mê khá thương. Cảnh thiên tao thì đẹp như tôi.
trên tam cờ gió mát trăng thành. Tôi linh hàng hoa dạo chơi khắp nơi, chim oanh
xuân đi mới nhu nguyệt thu đường tròn. Giá gió bằng kim côn ngọc lệ nét đan thành, ai vẽ cho vì thank you.
duy nhạc cụ thanh mẫu đệ tứ thượng làng lễ bại đại vương, hiệu viết chúa hường quản trưởng sơn lâm bạch anh công chúa sơn đồng hạ, thiên phủ địa phủ thủy phủ nhạc phủ liệt vị hoàng thái tử vương quan chư ban khâm sai cai đồng thủ mệnh công chúa thánh điện, sứ giả trưởng bạn tào quan nhất tiếp thành chúng, địa phủ diêm ma sứ giả địa làm công trái phán quan nhất tiếp thành chúng, thủy phủ công sứ giả hạ bá thủy quan tam đầu tỉnh vĩ nhất tiếp thành chúng, vương cảnh phổ địa trực sự phủ công thị điện cung vọng tự động thì chiêu giám phục nguyện phật thánh chứng minh vạn linh giám cách tự bồi thiện quản diễn yên thành mặc vận thần cơ điểm trước các hoan sáng lãng nhật tương nguyệt tìm bởi vô nhật mộc thánh lưu niên vãng thời lai khả hoạch chiêm bông hậu đắc thân cung thời thời chiêu phúc lộc kinh xương bản mệnh bình nhan nhật nhật hưởng trinh tường các khánh xã tổng tâm đáng thần hạ bình vô nhập thích thiết bình doanh chi trí cần sớ thiên vật tân sửu niên đông thiên thập nguyên trung tuần nhị thập cúc sinh nhật thần đệ tử khấu đủ quạch bái hóa thượng sớ đôi chữ trường sinh phê cho đôi chữ trường sinh nghi chữ phu chữ quý khang linh thọ trường phê cho sức mạnh đôi đưa an linh phú quý mọi đường thanh thông chữ rằng sở nguyện lòng lòng tâm lại nở ra rồng chiếu rồng lại nở ra rồng thì hạt thông lại nở
tây thông dương gia bốn mùa phẳng lặng can hòa dân nát yêu thú xương ca chơi bởi quân thần chúa chúa tôi thôi. Trên thân lòng rơi dưới thân lòng dân hồn đầu ta phủ thiên quân hương vẫn một bài dốc lòng trả giang ơn dài làm lễ kéo cầu ông lớn về làm lễ kéo cầu độ cho tín chủ thoát khổ vì lan độ cho bản bệnh bình an tam thai sinh ngã lai tam thai dưỡng ngã trên thượng giới tôn qua ngài giang thế sắm sửa lông chu tượng mã hình nốt tốt tươi tiến nạp can ninh thỉnh Phật tuyên kinh cung nghinh bốn phủ khao thỉnh sơn trang trợ thí cô hồn để ngài về ngài phê chữ đỏ ngài bỏ chữ đen để cho họ nguyện con ngay từ nay trở đi tứ kỳ trở lại trên theo Phật thánh giới theo đồng thầy lạy nhà quan thương cho từ nay trở đi quan cho họ nguyện con thân cung thăng thái mạnh vị được bình an được đắc lộc say tài đắc ngân say xuyến trong chốn gia trung nước xuôi một dòng thuyền xuôi một bến cho bách bạch chơi tám vận bệnh tên trừ biến hung thành cát cải họa vi tường tháng xung quan giải xung tháng hạn quan giải hạn cho họ Nguyễn con nhất bằng lòng tàu màu đạo có điều gì xây mơ lầm lỗi họ lý con xin được kêu thay lệ đỡ thì xin quan vuốt ve quan che chở cho con Nam Mô A Di Đà Phật. Đây ta chấp lời kêu tiếng khấn của thủ nhang họ Lý nhỉ. À thế mà quyền cai tam cung lục viện nhỉ, kiểm soát nhân gian mà tuần du thế giới hả? À, thế mà cái khoa thỉnh văn mời quan anh ta chắc dáng linh xà dáng ngự linh tử chứng minh đàn sở nhà họ Nguyễn à? Thế mà họ Nguyễn nhỉ, người dương thế số đế đỉnh nhỉ, nguyên do mệnh trọng căn thầm à? Ngày nay tu tiết đàn duyên trên chay dưới mặn thỉnh Phật tuyên kinh công nghênh tam phủ di cung quán số nhỉ tứ phủ tiến thảo kim ngân tiến lạc căn mình Nguyễn hầu loan giá sở cậy họ Dương trần quỷ vai kiệu nghệ vu mẫu cửu linh tử nhỉ? Thế mà nhỉ, trượng thừa thánh đức anh em ta xây lếp xếp thành họ Nguyễn từ đây trở đi từ chi về sau nhỉ? Ta khai nhang mở vận khai hương cấp lộc cho nhà họ Nguyễn cho trong trốn gia chung được phu phụ song toàn tử tôn thành đạt. À, thế mà cho phu thương thê thê thương phu nhỉ? Thế mà năm xung quan ta giải xung tháng hạn ta giải hạn nhỉ? Anh em ta thượng tấu đế đỉnh hạ trình long cùng các sở trên thượng dưới thoải chi tình xét cảnh chi âm xét dương à? Thế mà quân phù nhà họ Nguyễn nhỉ? Thế mà cho được khỏe được mạnh nhỉ, ta vút ve che chở lấn lở mở mang cho họ Nguyễn nhỉ, cho được tươi như bông được lở như hoa nhỉ, đẹp mặt hơn người tươi mặt hơn bạn nhỉ, anh em ta trồng cây ta tưới nước ta cho được có lụ có hoa có quả có cảnh ra đạo hương môn hả? À, thế mà nhất tướng nhỉ, ta ban công thưởng lộc đồng đền nhỉ, sớm trưa chiêu mộ lộc đức thay hoa thiêu hưởng chúc thánh à? Thế mà nhị thứ nhỉ, anh em ta ban khen pháp sư nhỉ, sao soạn sớ văn để tưởng kỳ minh bạch à? Thế mà tam thứ nhà ban khen các đồng đền đồng điện chư gia chư nhân được bình an khang thái à? Chuyện trời đất
tất làm mưa xa chớp lõi nổi cơn giông cây cối đổ xô. Mưa tuôn nè sấm chớp nè mịt nè bù muôn loài quý mê khiếp quý dầu nghe ra chúng
sinh cô ngã kỳ lĩnh thế song nhàn thập cơ thiếu ngày về chứng hình nhân nhân chứng phủ nhân đàn ông lớn về chứng phủ nhân đàn thì độ cho đệ tử muôn vạn tốt tươi độ cho tài lộc hơn người khai quang y dòng nhan thập cử thiều quang minh chứng đàn duyên ngã tích tăng cung giả nghề kinh phục hoàng thân ẩn thánh chúa tiên trung ương chứng quả đàn duyên ngay về chứng quả đàn duyên lễ trước là bảo hộ bình bình yên cho đồng giáo giá chứng giao từ dùng tiếp lộc ban tài hơn quan tiếp lộc ban tài cửa nhà phú quý đời đời vinh hoa độ cho phúc đặc hà xa từ tai hạ khách tông xa hải ngoài đồ cho tài hân hoan lại nở ra rồng trứng rồng lại nở ra rồng hạt thông lại nở cây thông rực là bốn phương lặng can qua phẳng lặng can qua bốn phương phẳng lặng can qua dân an tiên chế sướng ca chơi bời quân thần phải đạo là tôi rời dưới thuận lòng dân nội đồng ba vũ thiên quân làm lễ kéo cầu ông lớn về làm lễ kéo cầu độ cho tín chủ thoát cầu vì lan độ cho bạn bệnh bình an
nhỉ. Trên thượng dưới thoải chi tình xét cảnh chi âm xét dương thì khuôn phủ nhà họ Nguyễn Hà Làng hoi hoi nhỉ. Thế cho được phu thương thê thêm thương phu cho bản ra được ba được vuông bảy được tròn trên bảng dưới nghe trên đè dưới sợ nhỉ. Thế mà tăng phúc tăng họ cho các tuổi già nhỉ. Thế mà uống tiểu họ Nguyễn nhỉ ta khai minh trí tuệ nhỉ, cho được học hành thăng quan kiến chức đỗ đạt thành đài nhỉ. Kết nhân duyên trần cho có phu có thê có già có bản có người kế kế công khai chỉ đường mạch lối trong gia trung họ Nguyễn là quan giám người cầm giữ trần gian sinh tử xót ai có phen dạo cảnh bùng lại ngắt dây thank you.
và một hoàn cảnh thanh trì huyện cả thanh quan đã nhân hòa cùng đêm lục đội đêm lục hạ hiệu đi vô kỷ cùng thanh mẫu tối linh tử thượng phụ Phật thanh nhân cũng giảng đông thiên quan thiên thần lễ thỉnh Phật lâm đàn cung nghênh tôn thánh chúc thánh vạn an thiên lễ khai công tài lộc cầu phạm bạch đắc bình an công danh thành đạt sự nghiệp hiển vinh gia môn tử tình nguyện cầu tăng thiên trường thọ vạn khánh sự kim thần mộc ân thanh đồng trụ tại hàm sơn điện dương khánh quyền tử phúc toàn tiếu bỉ vô đệ tử nguyện thủy quyên hành thanh tứ thập tuế hiệp đồng bản mệnh đẳng tự phúc thọ dĩ tam ninh bảo thân cung đa các cánh tốt đẹp ngưỡng cao nguyên nghiệp thần đẳng sinh cư hạ phẩm hạnh đổ thanh quy tu sinh thành tố bẩm cư thiên cư nhiên bảo hiệp toàn bằng như thánh lực Phật dĩ phủ thánh dĩ trợ đức quy quy ngật nhục nham sơn thiên chi dưỡng địa chi sinh công hào hạo thâm như hà hải ư tư cơ đảo dục triển đơn thành cận phú sớ văn hiển thân thượng tấu cung duy nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm ngũ bách danh quan thế âm bồ tát hồng liên quả duy tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế ngọc bệ hạ cung duy tam tòa vương mẫu ngũ vị hoàng thái tử vương quan chư ban khâm sai cai đồng thủ mệnh công chúa cung tuyết hạ cung duy đệ tam hoàng thái tử ảnh giang đệ a lệ ảnh giang vương quan thánh điện cung duy bản đàn phụng sự tả văn quan hữu võ tướng bộ hạ linh quan vị tiền cung vọng ông từ doãn kim sở tấn phụ nhận đức đại quân phủ ân hoàng tế độ quá hùng thành các cái hòa khi tường tỷ thân đẳng xuân tăng ngũ phúc hạ trừ thật bệnh chí băng tiêu đô tống tam tai đồng tiếp trình tưởng như văn tập gia môn hưng vượng nhân vật bình nam thương mại anh thông lộc tài vượt tiến công danh hành đạt sự nghiệp hiển vinh cầu chi như ý nguyện giã tầm tân đám thần hạ tình vô nhập thích thiết bình doanh chi trí cẩn sớ thiên vận tân sửu niên đông thiên thập nguyệt chúng tuần nhị lập phúc sinh nhật thần đệ tử khấu thủ oanh bái hỏa nam thượng sớ dân lá sơ ông hôm nay dân lá sơ hồng nghị trình trước công đồng phật thánh chức minh quan về để sớ đi trình chư Phật đã sau trình vua cha trình lên thành mẫu các tòa
lâm chúng sinh cố ngã kim đỉnh lễ khai quang chứng hình nhân.
phanh bình, tham ăn thân thể chán bản bệnh đắc thường gì. Sơn Trang trợ thí cô hồn, xin mở cung tài lộc anh em ta thừa lời gọi thật trợ củi anh Ninh nhỉ. Thế mà mở kho tài lộc cu tê hai họ thì mà xin lộc buôn, lộc bán, lộc làm, lộc ăn nhỉ. Hẳn hẳn hoi hoi nhỉ, thế mà anh em bộ ta bồi tài lai lộc nhỉ. Tay anh ta thượng đấu đế đình, anh em ta hạ trình trong cung các đường các sở trên thượng diễn thoại chi tình xét cảnh chi âm xét dương nhỉ cho nhà họ Nguyễn nhỉ. Hẳn hẳn hoi hoi tăng phúc tăng thọ anh sinh chi đẻ nhỉ, các uốn các tiểu khai minh trí tuệ thăng cao kiến chức đỗ đạt thành tài nhỉ. Anh em ta vuốt ve che chở lẫn lở mở mang trong gia chung nhỉ, được hẳn được hoi đẹp mặt hơn người tươi mặt hơn bạn nhỉ. Cho ngân có xuyến trên theo thánh dưới theo đồng đứng mãn chiều xe bóng à. Một bầu xuân sắc Đức Vương ông ngoan bạc du đồng thành thời ngự chiếc thuyền rồng ngào du tam cõi thung dung nhiều bề vào tuấn vương lại ngược lên tuyên quang dạo chơi núi đổ sông ngang cắm sao chơi đến na người ngày lạy lạy chương thuyền treo vây thác ngược là thác mẹ lại thác quầy quầy mẹ cầy súng có khi thác tiền anh vũ lại đi xìa
trắng càng tới sông Gâm làm bà với sông Mèo truyền cho quân sĩ đua trèo về chơi bạch hạc xuôi theo sông Lục Đầu. Quan thông chỉ
đạo Phật đi truyền ra cầu Bắc sông Ngân Hà, liệt thang tinh đầu bày ra ý đang sợ. Anh mê dạo chơi sao xa lạc đắc, kiểu diệu cùng đại các đế kinh. Phẳng lặng tam qua dần an quốc thái xưa.
tướng ca chơi bời quân thần phải đạo làm tôi. Bàn cho ngày đẹp đến tận đời ơn trên quan hơn xe soi. Thank you.
rồi vì yên mới sóng lặng nghỉ. Chi ô bách đi, chi ô bách phần đi, chi tắc đi phong công quan quần say lấm liệt uy hùng. Yêu dân mấy hộ quốc nghi phong công nghi hàng đầu hình. Giáo Long Hầu khâm ban sắc tử chân minh giang thiên vạn cổ. Khắp miền duyên hải sông tranh nước lòng thank you.
công nghe hộ quốc nghe gia phong, gia phong thượng đẳng tước công hầu truy tặng đại vương. Yêu chung tiết nghĩa đôi đường vẹn hai, cụ thể hai họ Nguyễn là nhất tâm tưởng vạn tâm thành tu tiết đàn viên trên tay dưới mặt thịnh Phật quyền kinh công danh tam phụ ti cung án số nhỉ. Tứ phụ kiến tạo kim ngân kiến lạc tân hình kiến hầu loan giá mở cung tài lộc nhỉ. Thế mà anh em ta thiên từ lên từ đi phủ chi về sau ta khai nhà mở vận khai nương cấp lộc cho nhà họ Nguyễn nhỉ. Thế mà cho trong trốn ra chung được phu phụ song toàn tử tôn thành đạo nhỉ. Anh em ta thừa lời quảng phẩm trợ phủ anh minh thành ra để lập phụ tề của họ nhỉ. Thế mà xin lộc buôn lộc bán lộc làm lộc ăn sở cầu nghĩ ý sở dụng tòng tâm nhỉ. Anh em ta khai mình trí tuệ cho úng tiểu họ Nguyễn nhà học hành thăng quan đến chức vỗ đạt thành tài nhỉ. Đẹp mặt hơn người, tươi mặt hơn bạn, ta cho gặp thầy gặp thuốc lúc này đang có cái hạn nhỉ. À, ta cho được ăn trở xuống uống được trở vào, bạch bách tiêu tán, bạch bách tiêu trừ, nhân ta vứt ve che chở gắn lở mở mang nhỉ. Thế mà nhỉ, quân phù cho toàn gia họ Nguyễn nhỉ, hàng hẳn hoi hoi, cho chúng trông trốn ra chung họ Nguyễn được đông đàn dài lũ à. À. Sống tranh người sống tranh chẳng nước còn đi trần tung hoài nghề. Lẫm liệt oai hùng gương trang sĩ ngàn năm còn để dấu anh linh Thank you.
trả lời. Đó là quan đệ ngũ chính người dưới phủ ninh ninh một con nguyện tích dương công đức cúi xin ông ba phúc hà sa, xin ông mở lương hải hà độ cho non nước nhà nhà mỹ hưng long. Hai con nguyện giữ lòng trong sáng xăm môi ông nghi chẳng dám đơn sai, mong ông nghi hạ bút hoa khai cho dân Nam Việt đường biến tai phi thường. Họ nguyện nguyện đem hương tân tiên tôi xin ông thương đến đồng xa, xin ông mở lương hài hà đồ ai cũng được mặt hoa ra hồng. Bốn con nguyện một lòng chi kinh xin lễ đi chẳng tình với ai, xin ông giáng phúc trừ tai cho con được chữ lộc tài công danh. Năm con nguyện trung thành tứ phủ trước hội đồng văn vũ bách quan căn cao mở phủ tôn đáng khi làm tôi thanh chẳng tham giàu nghèo. Con xin nguyện tu theo kiên thanh ông khai tâm cho học đạo muôn linh, khai cho đường trí thông minh, khai cho sống nhớ đường tinh đường thường. Nguyện đèn hương dâng thiên cúi xin ông thương đến đồng gia, ai mà lầm lỗi truyền tha độ cho gia chủ vinh hoa đời đời. Con xin nguyện theo thầy nghỉ mang thế ông lại lầm cứu độ khổ mê, xin ông lấy nước hoài tề tắm cho đồng tử mọi bề thanh cao. Chín con nguyện được thông đường tô miếu bái ông về khai chữ căn nguyên cho bà cô ông may mắn hộ tiền tiền thoát đường trần tục đường lên trên trang đài. Mười con nguyện tiền tài không tiếc nên ở kiếp này nào có giá trị đâu, thanh đồng đệ tử con may quỳ khôi dập đầu mang chiều xe bóng được theo hầu tôn quan. Các bộ nàng xa tay về quê ông dạo chơi thành thị hồ thiên, ta ngàn thế giới dư tiền tiêm quan để khắp miền đông tây.
từ bi. Châu thôi lại chờ ra đi, cười thương bạch hổ lên châu bị thương thiên. Khi tâm quyền còn đang ra sổ, hay ông còn đổi số cho.